Thưa quý vị, sau đợt đón người dân Long An từ thành phố Hồ Chí Minh về quê tránh dịch trước đây, vào sáng nay, tỉnh tiếp tục đón 42 người đang kẹt tại tâm dịch về quê. Đặc biệt, trong đợt này, ưu tiên cho các thai phụ và thân nhân về cùng. Đúng 8 giờ sáng hôm nay, 21 thai phụ và 21 thân nhân đăng ký về trong đợt này đã tập trung tại bến xe miền Tây để làm thủ tục về quê. Để đảm bảo an toàn, các trường hợp về đợt này đều có kết quả test nhanh âm tính với COVID. Đồng thời, tỉnh cũng bố trí đến 3 xe khách để giữ khoảng cách an toàn khi về quê. Hành trình gần 2 giờ đồng hồ về đến điểm cách ly tập trung tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Thông cơ sở 2, thị trấn Tầm Du, huyện Châu Thành. Hầu hết các thai phụ đảm bảo sức khỏe, không gặp trở ngại gì trong suốt hành trình. Như các gia đình khác về cùng, vợ chồng chị Nhung, ngụ huyện Châu Thành gặp rất nhiều khó khăn khi cả hai đang mất việc và phải sống thiếu thốn. Nay khi được hỗ trợ về quê hương sinh nở, chị Nhung cảm thấy an tâm và thoải mái hơn. Ở Sài Gòn nhiều cái phong đó, thấy nguy hiểm, ở sắp xanh thì quê được thì xanh tốt hơn. Ở Sài Gòn cũng không có tiền, hết tiền. Khi địa phương tổ chức đón về quê thì cảm thấy vui, đăng ký liền. Cảm thấy rất là mừng, dài vì vợ em sắp xanh thì lo đi lại xe cộ này nọ, để xanh nó rất là khó khăn. Với lại cũng không có đi làm nữa, ở nhà rồi cũng khó khăn về ăn uống này nọ, thấy vui mừng lắm. Mặc dù tỉnh Long An cũng đang chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch COVID-19, song với quyết tâm không để bất cứ người dân nào ở lại phía sau. Do đó, địa phương luôn nỗ lực và tạo mọi điều kiện để đưa người dân Long An đang gặp khó khăn kẹt tại tâm dịch về quê an toàn, nhất là những thai phụ này đã gần kề ngày sinh. Thì cái thủ tục đăng ký thấy nó cũng dễ, mà em đăng ký cũng có 2-3 tuần rồi về. Thì về đây thì về tỉnh sinh bé thì nó đỡ, nó không còn trong tâm dịch nữa. Nên là nó cũng an tâm hơn là khi mình sinh em bé mình ở trên Sài Gòn. Chuyến xe nghĩa tình mang yêu thương trở về quê hương, đây chính là những cảm nhận của chị Nhung, anh Hoàng hay chị Qua và cả những người con của quê hương Long An nay được địa phương tạo điều kiện để được về quê an toàn. Và sau đợt đón này, tỉnh Long An sẽ tiếp tục tổ chức đón những người khuyết tật, phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 36 tháng, người từ 65 tuổi trở lên, trẻ em dưới 9 tuổi, người có bệnh lý nền, người đi khám chữa bệnh từ thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó là người lao động, học sinh, sinh viên từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh có nguyện vọng được về quê nhà tránh dịch.